Chị xin được kính chào tất cả các anh chị và các bạn. Anh chị ơi, ngày hôm nay anh chị xin được trở lại để hướng dẫn cho tất cả các anh chị và các bạn cái cách để mà mình chuẩn bị cái income như thế nào thì đủ trước khi mình khai thuế để mua nhà hay là refinance căn nhà của mình trong năm nay. Anh chị ơi, em chị làm việc cho ngân hàng chuyên cho mượn tiền mua nhà và các cơ sở thương mại ở Mỹ. Nếu như anh chị nào muốn biết mình cần bao nhiêu income thì đủ hay là tiền lời bao nhiêu để refinance căn nhà của mình, xin đừng ngần ngại hãy gọi cho em chị nhé. Thì đây là những cái câu hỏi mà em chị cần phải hỏi tất cả các anh chị và các bạn trước khi em chị cho các bạn biết là cái income mình phải khai thuế như thế nào. Cái câu hỏi thứ nhất là anh chị muốn dự định mua một cái căn nhà bao nhiêu tiền? Cái câu hỏi thứ hai là anh chị có bao nhiêu tiền để bỏ xuống cho cái tiền down payment? Anh chị muốn mua nhà ở hay là nhà cho thuê? Anh chị có căn nhà nào hay là chưa? Anh chị có nợ xe, nợ credit card, nợ student loan hay là nợ bất cứ cái payment nào mà mình phải trả hàng tháng hay là không? Anh chị làm income W2 hay là 1099? Và anh chị đã làm cái job đó bao nhiêu năm rồi? Nếu như anh chị làm cái công việc đó mà trên 5 năm thì mình chỉ cần có 1 năm khai thuế. Nhưng nếu như anh chị làm dưới 5 năm thì mình phải cần 2 năm khai thuế chia đôi. Đó. Rồi, nếu như anh chị làm chủ một cái business thì anh chị phải làm chủ ít nhất là 2 năm. Và cái income đó là phải cộng lại và chia cho 24 tháng nha. Khi mình làm chủ thì mình phải khai thuế lời thì mình mới mua được nhà. Đó. Thì có rất là nhiều cái câu hỏi để Angie quyết định là cái income của mình bao nhiêu thì đủ trước khi mình khai thuế. Tại vì có rất là nhiều người nhắn tin cho Angie và hỏi những cái câu mà Angie không thể nào trả lời được. Chẳng hạn như là: chị ơi, em làm 30.000 một năm, em có mua nhà được hay không ạ? À? Thì cái câu đó nó quá chung chung. Làm 30.000 một năm nhưng mà anh chị muốn mua cái căn nhà bao nhiêu tiền? Nếu như 30.000 mà mình muốn mua cái căn nhà 200.000 thì ok. Nhưng mà mình muốn mua căn nhà 500.000 thì không ok nha. Cho nên á, là mình phải cho cái người mà mình hỏi đó cái thông tin nhiều hơn một chút. Chẳng hạn như mình muốn mua bao nhiêu tiền, mình muốn đau bao nhiêu phần trăm, rồi mình làm cái công việc mình là gì, rồi mình get paid W2 hay là 1099, mình có cái nợ gì hay không. Nó rất là nhiều thứ hợp lại để cho Angie nói là anh chị có mua được nhà hay là không nha. Rồi có nhiều người hỏi: chị ơi, em làm income thì cao lắm nhưng mà cái điểm tín dụng của em thì thấp lắm à, thì em có mua được nhà hay không à? Thấp là thấp bao nhiêu? Nếu như điểm tín dụng của mình thấp thì phải biết được là cái độ thấp của nó là 600 hay là 602 hay là 608 hay là 700, 720. Nói chung là phải có được một cái barem chính xác thì mình mới biết được là mình có mua được nhà hay không. Chứ nói cái câu thấp lắm thì Angie không biết nó thấp bao nhiêu, thấp 300 hay là 400. Nếu như dưới 602 thì mình không mua được nhà nha. Rồi cái điểm tín dụng của mình đôi lúc á 700 mà mình cũng vẫn không mua được nhà là tại vì mình vừa mới khai bankruptcy, mình mới bị foreclosure hay là short sale, và cái mình build điểm tín dụng lại hơi tốt một chút nhưng mà nó chưa đủ cái độ dài để mà ngân hàng cho mình mua lại căn nhà khác. Đó thì có rất là nhiều thứ để quyết định coi là mình có mua được nhà hay là không nha. Rồi còn cái tiền cũng vậy nữa, cái tiền của mình á chuẩn bị ở trong ngân hàng như thế nào rồi, hay là mình còn đang ở ngoài, rồi mình dự định là mình sẽ bỏ vào từ từ hay là mình xin gift của người nào khác. Nó có rất là nhiều cái yếu tố
nha, để Angie có thể nói được là anh chị có qualify để mua cái căn nhà hay là không. Còn có nhiều người thì nói à, chị ơi em muốn mua cái căn nhà 300.000, cái income của em 40.000, em mua được không chị? Thì cái đó còn tùy thuộc vào là anh chị mua cái căn nhà 300.000 nhưng mà là nhà ở hay là nhà cho thuê. Rồi à, cái down payment của mình là bao nhiêu nha. Có rất là nhiều thứ, mình có nợ gì khác hay là không. Thì để trả lời những câu hỏi đó thì anh chị phải gọi điện thoại cho Angie. Angie phải hỏi rất là nhiều thứ để tính được cho một người. Chứ nếu như mà anh chị chỉ có nhắn tin và Angie sẽ trả lời, nhắn tin và trả lời, và hết người này nhắn tới người kia nhắn, thì đôi lúc Angie trả lời xong rồi Angie không biết là Angie đang nói chuyện với ai và cái tin nhắn này là cho cái người nào nữa. Cho nên nó rất là khó, là tại vì một ngày đó Angie nhận được mấy chục cuộc gọi và mấy trăm cái tin nhắn. Cho nên nó rất 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 khó. Mà đây là cái mùa khai thuế để mình biết là mình cần bao nhiêu income thì đủ. Rồi còn bên cạnh đó em chị còn phải tính xem là anh chị muốn refinance thì cái tiền lời của mình hiện tại bây giờ là bao nhiêu. Rồi mình refinance lại mình có lời hay là không, mình xem được bao nhiêu tiền một tháng. Cho nên nó là suốt một ngày em chị phải làm rất rất là nhiều chuyện và tiếp rất rất là nhiều cuộc gọi. Cho nên là Angie xin lỗi là đôi lúc đó, các anh chị nhắn cả nửa tháng rồi nhưng mà Angie cũng không trả lời được, là tại vì đó Angie cần các anh chị gọi cho Angie. Angie rất là cần các anh chị gọi nha. Tại vì như Angie đã nói, mình cần rất nhiều câu hỏi, rất rất nhiều câu hỏi để tính xem là anh chị qualify như thế nào. Cho nên nếu như chị nhắn tin thì là suốt ngày em chị sẽ không bao giờ nhắn hết được, rất rất là nhiều. Cho nên nó là em chị xin lỗi anh chị ơi, nếu như anh chị nào muốn mua cái căn nhà mơ ước của mình trong năm nay, hay là mình mới thành lập cái tiệm của mình và mình muốn biết xem là mình khai thuế năm nay bao nhiêu để sang năm mình khai thuế nữa thì mình mới đủ. Cho nên á là hãy gọi cho Angie để Angie tính xem là mình phải cần khai thuế như thế nào. Tại vì nếu như anh chị vừa mới mở cái tiệm nail năm nay anh chị khai có lời có 20.000 thôi, mà anh chị muốn mua cái căn nhà 300.000. 300.000 thì mình cần phải khai thuế là 45.000 một năm. Nếu như năm nay anh chị khai có 20.000 thì năm sau anh chị phải khai tới 70.000, cộng lại đó là thành 90.000 chia đôi thì mới được 45. Mà năm nay anh chị lỡ khai có 20 thôi, sang năm khai 70 thì anh chị nói ôi trời ơi, khai 70 nhiều quá, nặng quá, mình không thể đóng thuế được. Đó, thì thay vì như vậy thì năm nay mình phải cố gắng mình khai là 30-35 gì đó nha. Rồi sang năm thì mình khai 50-55 gì thôi, thì là mình chia đôi ra thì mình đủ. Còn nếu như mà mình lỡ khai năm nay mà mình khai lỗ thì sang năm mình khai tới 100-mấy chục nghìn để mà mình bù lại cái lỗ đó, mình còn chia đôi nữa. Cho nên nó là rất rất là khó chứ không phải dễ. Cái income là lender cần phải 2 năm liên tục. Và nếu như anh chị lỗ thì sang năm anh chị phải khai rất là lời. Có nhiều người khai thuế cho anh chị đó, người ta không chịu khai. Là tại vì sao? Là tại vì năm rồi lỗ mà năm nay lời 100-mấy chục nghìn, người ta sợ là anh chị bị audit. Cho nên á là người ta sẽ không có chịu làm như vậy. Đó là lý do tại sao mình bắt buộc mình phải khai năm nay cho nó vững một chút, để năm sau đó mình lên một tí tí thôi. Đó, thì mình chia đôi ra thì nó đủ để mà mình có thể mua một cái căn nhà. Nếu như anh chị muốn mua cái căn nhà 500.000 thì mình phải khai thuế 75.000 một năm. Đó,
Nếu như năm nay mình lỡ mình khai có 20 nghìn thôi thì năm sau mình phải khai bao nhiêu? Mình phải khai tới 130 nghìn để cộng lại là 150 chia đôi thì mới thành 75 nha. Cho nên nó là nó rất là quan trọng. Nếu như anh chị nào có ý muốn mua nhà mà mình cần phải biết là cái income của mình năm nay bao nhiêu, năm tới bao nhiêu, thì phải cố gắng tranh thủ gọi cho Angie, gọi càng sớm càng tốt để Angie có thể tính cho tất cả các anh chị cái income bao nhiêu thì đủ trước khi mình khai thuế, hoặc là mình cần cái income bao nhiêu thì đủ trước khi mình lấy cái 1099 hay là cái W2 của mình. Nhớ nha, tại vì cái người chủ của mình á, thông thường người ta sẽ cho ra cái 1099 hay là cái W2 cuối tháng 1 của mỗi năm nha. Cho nên á, là mình phải cần nói chuyện với người chủ của mình trước cuối tháng 1, nhớ nha, để người chủ có thể ra cho mình cái income mình cần để mà mình mua nhà nha. Cho nên nó là anh chị ơi, Angie rất là cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi những cái video clip của Angie, rồi nhắn tin, rồi gọi điện rất 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 là nhiều. Angie rất là cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn. Nhưng Angie muốn nói một điều là nếu như anh chị thật lòng muốn mua nhà, muốn Angie tính, thì bắt buộc phải gọi cho Angie nha. Nhắn tin là một chuyện, nhưng là bắt buộc phải gọi. Tại vì Angie phải cần có rất là nhiều câu hỏi để tính chính xác là anh chị cần bao nhiêu income thì đủ nha. Cho nên đó là đừng ngần ngại, hãy gọi cho Angie nha. Angie xin chúc tất cả các anh chị và các bạn một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và luôn luôn lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Anh chị ơi, Angie làm việc cho ngân hàng chuyên cho mượn tiền mua nhà và các cơ sở thương mại ở Mỹ. Nếu như anh chị nào muốn biết mình cần bao nhiêu income thì đủ hay là tiền lời bao nhiêu để refinance căn nhà của mình, xin đừng ngần ngại hãy gọi cho Angie nhé.